hôm nay bác Út trồng cây này gọi là cây sâm long. Cái giống này giống lớn lá, bác phải tìm ở từ bên Phú Quốc em về mới có. Hôm nay bác Út trồng để mình uống dưỡng sức trong cái tuổi tuổi già của mình, cũng cần nói dữ lắm. Bây giờ là cây sâm nó phải có chất bổ thôi, thì nó cũng cần cho cái người già của mình. Nó bắt Út trồng những cây này để mình uống hàng ngày cho nó mát khỏe con người già của mình. Nó cây này là loại cây sâm long lớn lá, cũng khó kiếm á, phải kiếm quý lắm mới có đó. Cô đây cô được người cháu ở bên Phú Quốc nó đã gửi cho bác Út nè, nó gửi không rồi gửi hộp thôi. Út ương hôm nay nó được lớn bắt đầu đem ra trồng nè. Mấy cháu nào ở gần đây thì nữa có cần lại bác Út cho uống chưa uống chơi nha. Bác Út trồng không có bán, mà này gọi là cho trồng để uống, rồi các cháu nào ai có cần thì cho bà con sớm riêng rồi uống cho có vui, uống cho khỏe thôi. Đó là bác Út hôm nay trồng cái cây sâm này đó, đó các cháu thấy không, nó là một cây quý chứ không phải là cây của thường đâu các cháu ơi. Nếu mà tiêu thụ nó thường thì nó cũng tốt cho cơ thể đó các cháu, cũng nếu mà có thanh nóng nảy trong mình rồi hay là mấy này cái uống sâm này nó cũng khỏe lắm đó. Cây sâm nè các cháu nhớ đây là cây sâm nè, rồi cháu bên công nó gửi về được số hộp gì đó, ương lên được bao nhiêu đó, mấy cây gì đó. Bữa nay bứng ra trồng trồng dài theo rào thôi, chứ mình đây không phải là quy mô, người ta trồng quy mô thì người ta bán, còn mình trồng để ăn, với ai ăn hết thì mình cho bà con sớm riêng đồ ăn vậy thôi. Các cháu có biết cây sâm này chưa, có cháu nào chưa biết cây sâm không? Tại đây em Út có giới thiệu nè, đây cái lá sâm nè, nó như vậy nè, nó cái hình thức nó cũng như dây leo, nó thuộc về loại dây leo nó, nhưng mình bứt cái lá này mình giò rồi để nó đông lại, thành thạch luôn rồi mình ăn cũng như là xương sa xương sáo vậy đó, xương sa sáo vậy đó, nó đông lại rồi mình ăn từ miếng như xương sa sáo vậy đó, nó cũng dễ ăn lắm. Giò ra rồi để vô mấy đường, là khi nó đặt lại mình để vô đường là ăn à, rồi có nước đá càng tốt càng ngon nữa. Còn mình quay để vô có sinh tố mình quay ra nước mình lược lại lấy cái nước đó uống thì nó cũng tốt thôi. Mình uống bằng nhiều hình thức chứ không phải là để cho nó bóp vào giò cho nó đặt lại thành thạch rồi mình uống, thì cái đó cũng là một cái kỹ thuật. Mình làm biến thì mình quay để có sinh tố, quay là lược lấy nước uống à, để đường vô nước đá rồi uống thì nó cũng ngon cũng tốt vậy thôi. Đó là cách uống của lá sâm này. Các cháu nào chưa biết lá sâm thì cứ nhìn cho kỹ lá sâm đó. Đây là cái hàng rào, mình làm cái hàng rào rào cái ranh của mình, nhưng mà sẵn làm hàng rào mình cho nó bò lên đây luôn thì nó cũng tiện và lợi cho mình đó. Mình làm một công mà được hai chuyện đó, các cháu thấy không, đây cái hàng rào ranh của mình. Bác Út tính là ở đây khúc này trồng sâm, rồi khúc này mình trồng mấy cây đầu rồng này, cái nó vòng vòng đó, vòng những cái loại cây dây leo đó mình trồng vòng vòng. Trước là mình làm hàng rào, rồi sau nữa là mình trồng những dây leo để cho nó có trái có lá cho mình ăn, không chừng có trái mình bẻ, như đầu rồng thì mình bẻ trái, còn sâm thì mình bẻ lá, hoặc là mùa tới rồi cũng được, nhưng nói chung là những loại dây leo thì mình cứ trồng. Cái tầm đó hàng rào xung quanh ranh của bác đó, rồi đây cũng có những cây điên điển, cũng là chuyện đồng quê thôi có điên điển nè. Mấy cháu biết cây điên điển chưa? Điển này nữa nó có bông, nó bông cái bông vàng, điển bông điển này nấu canh chua hoặc là mình làm lẩu ăn cũng ngon lắm. Lẩu rồi cũng cần bông điển nè, nó cây này nữa nó cũng có bông đó, nó điên điển rất nhiều, chắc ở đồng quê đó, nó có điên điển là biết ở đồng quê rồi, chứ không phải là ở chợ lần sau kiếm cây điên điển này. Thì dài thôi, các cháu thấy đó là cái hàng rào theo ranh vòng vòng cái nhà bố ở.
Rồi đây cũng có cây đường điển nè. Rồi trước cửa cũng có trồng hoa kiển vậy nè. Cây này là cây quế nè, nó cũng có bông hoa rồi vậy. Nó thời gian lớn lên nó cũng có tàn đẹp lắm đó. Đó. Rồi đây mình cũng có trồng cà nè, đó. Cà mình thu hoạch cũng nhiều rồi. Thế bây giờ nó cũng gần cỡ rồi, mình thời gian mình sẽ bứng cái này bỏ, rồi mình trồng cây khác. Rồi đây bố cũng có trồng cái vàng này, tôi gặp khoai tây nè, mấy cháu biết khoai tây chưa? Nó khoai tây là cái loại dây leo, nó bò lên trên vàng, nó rồi bắt đầu nó có trái nè, các cháu thấy ha, mỗi mắt của trái thấy ham không? Coi nè, nó rồi cái trái này nó sẽ lớn ra, nó lớn ra gì nè, người ta bán ngoài chợ, các cháu biết cái trái khoai tây chứ chắc chưa, các cháu chưa có biết cái khoai tây là gì đâu, nó cũng có nhiều cháu chưa biết cái khoai tây, nó thì bố cho các cháu thấy nè, nó bò lên dây leo, trái các cháu thấy à, mỗi mắt của trái nè, ồ theo thấy ham lắm mấy cháu ơi, mấy cháu về đồng quê mấy cháu thấy cuộc sống mới vui, còn ở chợ thì cái gì mình cũng mua, thì cái gì có tiền mua, không có tiền lấy gì mua, nó mình ở quê thì cái gì cũng có sẵn rồi đó, mình tạo điều kiện cái gì mình cũng có sẵn, cần là mình ra mình bẻ mình tiêu thụ vậy thôi. Còn ở chợ thì đôi khi nó cũng có những cái thiệt thòi ở chỗ đó, là cái gì cũng phải mua, phải làm ăn thì đôi khi cũng vất vả túng thiếu lắm, nhiều khi mua mà không có tiền mua. Còn Úc thì cuộc sống giàu đơn giản ở quê, nhưng nó thoải mái ở chỗ là những cái gì cũng có sẵn như mình thôi. Hơn nữa bố cũng ăn chay đó, thành ra cần những cái rau củ quả này nhiều hơn là đồ mặn, cho nên bố Úc là tạo rau củ quả nhiều hơn đó. Cái cho thấy nè, cái gì những cái đồ cần thiết bố có hết, cũng như mướp này kia nọ, nhưng mà không đại mướp nó cũng bị tàn rồi, bố cũng sắp trồng lại nè, cây này bị mướp nó cũng sắp bị tàn rồi, nó cũng có trái đằng kia nè, mướp nè, chứ mướp có cái hơn cũng có sẵn hết trơn, nhưng mà dây mướp này nó cũng ăn lâu quá nó cũng tàn rồi. Thì các cháu biết cái khoai này coi như là nó có trái trên cây vậy đó, mặc dầu nó là loại cũ nhưng mà nó có trái trên cây, nó có trái trên dây, người ta kêu nó là cũ nhiều ngắt rồi, nó có trái trên dây, mỗi mắt mỗi trái vậy, các cháu thấy ham lâu cái trời. Nếu cái cháu về quê thì có dịp là ghé thăm bố Út chơi, rồi bố Út giới thiệu cho các cháu thấy cái cảnh sống của bố Út. Mặc dầu nó ở thôn quê nghèo khổ nhưng mà nó cuộc sống cũng thoải mái lắm đó, mình khỏe về vấn đề lo lắng lắm, tối ngày chỉ biết là chăm sóc cây cối rồi ăn ngủ vậy thôi, chứ không có gì vất vả lắm. Rồi bố Út cũng có trồng những cây cổ thụ này, những cây dừa nè, nó dừa bố Út mới trồng nó để, thì dừa này cũng là dừa loại nấu ăn, ba năm thì có ăn à, nó Út cũng trồng cặp thế, đây một hàng dừa này cũng nấu ăn lắm, chừng ba năm là có ăn ha. Nó thì mình thỉnh thoảng trưa cứ ra bẻ trái uống nước chơi, nó là những cái có sẵn của bố Út, nó trồng xa cây vòng đất của mình, nó vòng cái khuôn đất của mình, thỉnh thoảng mình ra bẻ trái, nó có trái được thì mình ra uống nước chơi. Thì cũng như rau má bác Út cũng có nè, nó chưa cần rau má thì có đây nè, thấy không? Nó rau má bắt đầu trồng, nó bò ra nhiều lắm kìa, mới ban đầu thấy ít vậy đó, nhưng mà thời gian không bao lâu đâu, nó bò nhanh lắm. Nếu mình cần rau má thì mình ra bẻ, nói chung là những cái cần thiết hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày, bác Út cũng có sẵn nhiều lắm. Thành ra nếu các cháu nào ở gần đây hoặc là để có dịp đến thăm bố Út thì cứ lấy những cái mà bố có sẵn nè, bố sẽ tặng cho các cháu ăn để làm kỷ niệm nha. Các cháu nhớ nếu gặp Út thì chắc cũng phải có một hai món quà nhỏ nhỏ đó, không biết cái gì bố chưa dám nói trước, rau củ quả không chừng. Đó là những kỷ niệm mà bác Út muốn gặp các cháu để mình giao lưu với nhau thôi. Đó là những kỷ niệm mà bác Út muốn nói với các cháu vậy thôi. Rồi thôi bác Út tiếp tục trồng cây mới được. Tiếp tục trồng cây để hồi nắng quá nó héo cây hết, bị mới bứng lên. Đó, thôi chào các cháu. Rồi.